Một loạt quốc gia châu Á cùng với Mỹ đã bắt đầu đóng cửa biên giới với khách du lịch đến từ Trung Quốc trong bối cảnh dịch viêm phổi do chủng virus corona mới tiếp tục lan rộng. Theo con số chính thức, số người tử vong đã tăng lên 259 người và lan đến 27 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chính phủ nhiều nước, trong đó có Mỹ, Nhật Bản và Singapore đang áp dụng các biện pháp hạn chế chặt chẽ hơn với khách Trung Quốc trong nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm do chủng virus corona mới. Bộ Y tế và con người Mỹ hôm 31 tháng 1 đã thông báo áp dụng nhiều biện pháp đặc biệt để đóng cửa biên giới hay cách ly khách du lịch đến từ Trung Quốc, đặc biệt là tỉnh Hồ Bắc và thành phố Vũ Hán. Nhật Bản kể từ ngày 1 tháng 2 sẽ không cấp phép nhập cảnh đối với bất cứ người nước ngoài nào đã từng ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc trong thời gian 14 ngày trước khi tới nước này. Đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản áp dụng biện pháp quyết liệt như vậy nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch viêm phổi cấp lan rộng ở nước này. Cùng ngày, Thủ tướng Australia Scott Morrison công bố lệnh cấm tiếp nhận du khách đến từ Trung Quốc, bất kể là từ thành phố nào, từ ngày 1 tháng 2. Chỉ những công dân Australia trở về từ Trung Quốc mới được phép nhập cảnh, nhưng phải tự cách ly trong khoảng thời gian 14 ngày. Trước đó, Singapore và Mông Cổ đã đưa ra lệnh cấm đi lại với Trung Quốc. Trong khi đó, hàng chục hãng hàng không trên thế giới đã ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 34 hãng hàng không trên thế giới thông báo ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc sau khi dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus nCoV bùng phát tại Trung Quốc. Ba hãng hàng không Vietjet Air, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific Airlines của Việt Nam cũng nằm trong danh sách các hãng hàng không tạm ngừng các chuyến bay tới Trung Quốc.